Xin chào tất cả mọi người yêu xe máy nha. Hôm nay là chiếc Sirius này, bữa mình đã lên FI chiếc này, nhưng mà nay quay lại anh lại nó không ngọt xăng xăng bô, bữa nó đi bô khác, kim xăng khác, giờ nó không ngọt, mình phải canh lại kim khác và bô khác nha. Đây là bộ dây điện của Sirius FI, mình mod lại ha, không cắt nối gì hết ha, chỉ có xẻ dây điện ra, xẻ cái bao dây đổi bỏ dây điện này sẽ ra để sắp xếp lại những cái dây điện theo trên sườn xe, những cảm biến đó. Thì mình sẽ quay sơ lược ra boe thì xài zin luôn nha, có cả cái lược gió luôn nha, lược gió bình thường xóa zin, lược gió này đó. Dây điện càng riêng nó, nói chung là dây điện nó còn y riêng hết, không có chắc nối gì hết, mình chỉ mod dây điện lại thôi. Rồi, phần này ha, mình sẽ mở thêm cái phần thùng xăng. Thùng xăng này thì hàng đẹp rồi. Dây điện nó thì không có gì phải cắt nối hết á, mình chỉ xẻ ra thôi, mình nói là nhỏ rồi. Mình chỉ xẻ dây điện chính ra, mình chia dây điện lại. Chia dây điện lại để đi thôi. Đi rồi, đi zin nha. Canh sai nó bị đen muri nè, còn đúng mà chạy không còn mà ga cuối không có nè đó, mình phải canh chỉnh lại. Bữa nay đi bô móc, mà nay đi bô êm thì mặt bộ nó phải khác rồi. Đây là toàn thể chiếc xe, nhưng mà dàn áo thì mình lười mở ra cho mọi người xem quá. Đây, toàn thể xe đây rồi, cho mình sẵn nổ máy nha. Cái đầu chừng nào ta bỏ ra.